Phật tử hỏi khi quý thầy hành lễ thì đốt ba nén nhang có ý nghĩa như thế nào? Thì có nơi đốt ba nén hương, cái ý nghĩa thứ nhất của nó là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Cái ý nghĩa thứ hai đó là tượng trưng cho giới, định và tuệ. Mà ở trong cái bài nguyện hương của quý thầy khi dâng hương á, là để ba cây hương ngang trán và nhiếp tâm nguyện giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Tức là con đang quỳ trước Tam Bảo, quỳ trước Phật, Pháp, Tăng để dâng lên hương giới, hương định, hương tuệ. Đây tức là ba môn học vô lậu. Đây tức là mục tiêu giác ngộ giải thoát mà của hành giả xuất gia phải đạt được. Như vậy thì con quỳ trước Phật tuy là đốt ba nén hương, nhưng đó là ba nén hương tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ của lòng con dâng lên cúng dường chư Phật. Bởi vì bản hoài của Đức Phật, Ngài đến với cuộc đời để dạy cho chúng sinh biết quay trở về với tánh giác, biết quay trở về với giác ngộ, biết quay trở về với giải thoát. Mà muốn có giác ngộ, muốn có giải thoát thì điều đầu tiên người xuất gia hay tại gia đều phải bắt buộc thọ giới pháp của Phật. Vì giữ được giới thanh tịnh mới sanh ra định lực. Nếu như giới không thanh tịnh thì tâm mãi tán loạn. Giới không thanh tịnh thì không thể nào có định lực. Mà định lực không thành tựu, định lực không có thì không thể nào phát sinh được trí tuệ. Mà không phát sinh được trí tuệ thì việc tu tập của chúng ta chỉ tạo được phước lành trong nhân thiên mà thôi. Không thể vượt thoát ngoài tam giới, không thể liễu sanh thoát tử. Chính vì vậy, một hành giả muốn liễu sanh thoát tử, muốn chứng đắc vô thượng bồ đề thì phải có được giới pháp thanh tịnh. Từ giới pháp thanh tịnh đó mà định được tâm. Định được tâm từ cái tâm an định, không có khởi sanh phiền não, không có khởi sanh vọng động, không khởi sanh vọng tưởng thì có được trí tuệ. Mà trí tuệ này Đức Phật gọi là vô sư trí, nhờ tu tập giới thanh tịnh, nhờ định lực kiên cố mà có được vô sư trí. Nhờ vô sư trí mà chúng ta dứt trừ tất cả vô minh lậu hoặc để chứng đắc được giác ngộ giải thoát. Chính vì vậy khi quý thầy quỳ dưới chân của Đức Phật, quỳ trước Tam Bảo uy nghi, dâng ba nén hương, ba nén hương đó tượng trưng cho giới hương, định hương và tuệ hương. Nếu đúng như lục tổ nói thì có tới năm cây hương gọi là ngũ phần pháp thân hương: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương nữa. Nhưng vì chúng ta dùng ba cây là giới, định, tuệ để cho nó gọn. Vì thực sự ra khi có tuệ rồi thì tất nhiên chúng ta có giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên mình lược bớt cái phần giải thoát và giải thoát tri kiến. Bây giờ cũng có một số chùa khi quý thầy dâng hương, quý thầy dâng một cây nữa chứ không phải là ba cây. Mà một cây đó là chỉ cho hương tâm, là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho tuệ giác, là chỉ cho cái bản tâm thanh tịnh của mình. Cho nên Phật tử mà thấy quý thầy dâng ba cây hương để cúng dường Tam Bảo thì biết đó là giới, định và tuệ. Còn khi chư tôn đức mà quỳ dâng một cây hương thì biết đó là hương của tự tánh, hương của pháp thân, là hương của giải thoát, là hương của chân tâm. Xin chân thành cảm ơn.